Sau thời gian vào bếp, Lan Anh đã hoàn thành cái món gỏi nấm đùi gà trộn với rau kinh giới và cà rốt đu đủ đã sấy, sấy khô. Cái dưa món khô này các bạn, cái hỗn hợp dưa món khô đó, Lan Anh lấy ra một ít ra thôi. Một ít cà rốt nè, cái bì đã bán trong siêu thị á các bạn. Một ít cà rốt, một ít đu đủ và vài miếng củ cải. Rồi mình bắt nước sôi, mình bỏ cái khô đó vào. Hành tây sau khi mà mình xắt ngang qua thì mình ngâm vào trong nước. Mình sẽ nhón tay bỏ vào đây là một xíu xíu muối, đây là nửa thìa cà phê đường. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Lan Anh vào bếp bếp nhà Lan Anh hôm nay trộn gỏi nấm đùi gà. Ở đây Lan Anh có ba cái nấm đùi gà nha, cũng vừa vừa, không có nhỏ lắm đâu các bạn. Mình trộn chỗ này cho khoảng 2 người ăn á. Đây là một ít ớt sừng á, không có cay lắm. Lan Anh xắt sợi sợi ra, sợi nhưng mà cũng không có nhỏ lắm đâu, cũng lớn cỡ này các bạn. Rồi đây là một ít hành tím băm, một ít rau thơm, có rau kinh giới nhiều nhất, còn lại một xíu mấy cái loại rau kia. Đây là hành tây, sau khi cắt khoanh thì mình đã ngâm với một xíu muối với một xíu xíu đường. Ngâm được một chập thì mình vớt rẫy rẫy ráo. Còn cái này là dưa món khô á các bạn. Sau khi mà bắt nước sôi lên bếp thì nước sôi một cái là Lan Anh tắt bếp và ngâm. Ngâm cho đến khi nước nguội thì mình lấy ra và vắt vắt ráo. Bây giờ nó được cái dưa món rất là giòn như này mà chưa có cái vị gì hết. Bây giờ mình sẽ xắt ra. Và mình xắt giống như là chẻ chẻ ra thành muối như này nè các bạn. Luộc nấm đùi gà với 1 phần 4 thìa cà phê muối. Nấm đùi gà sôi thì được 6 phút Các thì bạn, mình vớt ra. mình thử dầu tới bằng cách đặt đôi đũa vào các bạn. Nếu mà như vừa rồi Lan Anh đặt á, nếu mà nó sủi bọt lên này là coi như dầu được rồi á. Sau đó mình bỏ hành vào, mình chỉ phi hành vừa phải thôi chứ không nó cháy này các bạn. Rồi vàng rồi các bạn, bây giờ mình sẽ vớt cái hành này ra để nữa sợ nó cháy á các bạn. Nấm sau khi luộc xong này các bạn, mình rửa qua với nước sôi để nguội á, sau cho nó nguội á, rồi cho nó bớt nóng á, rồi mình vắt ráo đi các bạn. Bây giờ mình ướp trước cái nấm này cho nó thấm nha các bạn. Thì mình ướp vào đây là 1/2 muỗng cà phê nước mắm chay á nha các bạn. Anh ướp vào đây 1/4 thìa cà phê bột ngọt. 1/4 thìa cà phê tiêu. Rồi ướp để cho nấm đùi gà nó thấm. Mình có cái sốt dầu giấm pha sẵn á. Mình dùng cái sốt dầu giấm này 1/2 thìa cà phê mình bỏ vào đây. Các bạn ăn chua hay không chua là tùy nghe các bạn. Mình thích cái sốt dầu giấm này lắm nên mình dùng nó, vẫn kèm thêm cái nước pha ở ngoài nhưng mà mình vẫn thích cái sốt dầu giấm. Cái này cà rốt này các bạn. Mình không có xét nhỏ lắm đâu, mình xét vừa vừa thôi. Giờ nó giòn sặc sặc rất là ngon. Mình xếp theo cái chiều hơi dài dài một tí cho nó tí mình trộn nó dễ gấp thôi. Đầu tiên là anh bỏ vào đây một nửa rau này. Rồi bây giờ mình bỏ nấm đùi gà. Rồi bây giờ mình bỏ hành tây. Sau
Sau khi bỏ hành tây rồi bây giờ là mình bỏ ớt. Rồi bỏ hết kia một thìa canh cái nước sốt dầu giấm pha sẵn. Một thìa canh giấm giấm gạo. Nửa thìa cà phê đường. Một phần tư thìa cà phê bột ngọt. Một xíu tiêu và mấy thìa đậu phộng giả dập. Hành phi. Hành phi và một thìa ăn canh dầu dầu hành. Là ngon rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi hút ra dĩa để dọn lên nha các bạn. Sau thời gian vào bếp, Lan Anh đã hoàn thành cái món gỏi nấm đùi gà trộn với rau kinh giới và cà rốt đu đủ đã sấy, sấy khô. Nếu các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh tiếp thêm động lực, mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.